chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Sarah. Rất vui gặp mọi người ở trên YouTube và video ngày hôm nay nằm trong chuỗi series Sarah Reaction. Mọi người không nghe nhầm đâu, mình không nhớ cái video gần đây nhất mà mình quay Sarah Reaction là lúc nào nữa, cũng khá là lâu rồi. Thì mọi người kiểu request mình rất là nhiều là chị hãy tiếp tục cái series này đi. Mình cũng biết là kiểu cái series này nó cũng khá là thú vị và mình thấy rằng là tại sao không, đúng không? Chúng mình nên tiếp tục cái chuỗi series này. So video ngày hôm nay là một video mà được rất là nhiều bạn request. Đấy chính là bài bụng 10 phút của chị Pamela Reif. Sarah đã từng reaction một bài của chị Pamela Reif liên quan đến phần mông tập với cả Booty Band. Thế nhưng mà bài đó chưa phải là bài hot nhất, mà bài hot nhất của chị Pamela Reif là một bài abs 10 phút. Đúng rồi, một bài abs 10 phút với cả số lượt view là 66 triệu lượt view thì phải. So ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng lướt qua một chút xíu cái feed YouTube của chị Pamela nha. Chị Pamela Reif cũng là một chị mà mình follow chị ở trên Instagram và thật là kiểu body rất là đẹp luôn, kiểu người rất là fit và những bài tập của chị thì cũng khá là đa dạng. So mình nghĩ rằng là video ngày hôm nay mình sẽ cố gắng để reaction về cái kiến thức, kỹ thuật động tác hay là những cái chia sẻ của mình về việc tập bụng cùng với cả mọi người thì nó sẽ hợp lý hơn nhá. Không chần chừ gì nữa, bắt đầu vào video luôn nhá. À quên, nếu như mọi người muốn tập cùng với mình thì mọi người có thể xem đến hết video để tập cùng với mình. Còn nếu như mọi người chỉ muốn lắng nghe ý kiến của mình, reaction về video này thôi, thì mọi người hãy lướt xuống phía cuối để xem reaction của mình nhé. Trước khi mà bắt đầu vào bài tập thì mình sẽ bật đồng hồ lên. Ở đây thì mình đã mở sẵn cái bài đó lên rồi. Cái bài này hình như là chị ý lấy làm cái cover của YouTube luôn. Đúng rồi. À mình nhớ sai, đây là video 1 năm trước với số view là 61 triệu lượt view. Trước khi tập thì mình sẽ bấm đồng hồ. Đối với cả mọi người tập abs á, thì mình sẽ chọn cái là core training. Ok, bắt đầu luôn nhá. Let's go. Bấm. Mình sẽ để ở đâu nhỉ, để cho mắt nó không bị lag ta? Để ở đây chắc mắt không lag được đâu nhỉ. Rồi, bắt đầu luôn. 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Đầu tiên là nằm ngửa. Sau đó thì một crunch. Đối với động tác crunch á, thì mọi người sẽ đặt hai chân chạm xuống dưới mặt sàn, sau đấy thì chúng mình sẽ quặn bụng lên. Trong động tác này thì có rất là nhiều bạn tập nhưng mà nó bị đau cổ, thì mình hãy cảm giác như kiểu mỗi lần mọi người lên thở ra thì mọi người kéo cái phần xương sườn về phía xương hông của mình. Thực ra là như chị Pamela, chị lên được rất nhiều ấy, nhưng mà mình cảm giác như kiểu cái lưng của mình nó ngắn ấy, mình chỉ lên được bằng đấy thôi. Ok, tiếp theo là C crunch là mình sẽ cuộn tròn lại giống một hình chữ C đó. Và lưu ý là đầu gối của mọi người phải vuông góc xuống, hít lên thở, ấn chặt thắt lưng xuống. Mình đang hơi hối hận vì đã lẽ ra sáng nay mình nên ăn nhiều hơn, mình uống mỗi whey thôi. Tiếp theo luôn, bicycle twist. À, bài 10 phút này là bài không nghỉ. Cái bài bicycle twist này á, mọi người tập nó sẽ, à chị gọi là bicycle crunch. Mình sẽ cố gắng làm sao để chạm hẳn cái khuỷu tay vào đầu gối, ấn chặt lưng xuống dưới mặt sàn. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, tiếp luôn. Crunch chứ đúng không? Mình sẽ cuộn người lên và tay chạm vào phần cổ chân của mình. Và thật đấy mọi người, là hôm qua mình vừa đi chạy về, do vừa mới được mở cửa ấy, thế là mình vừa đi chạy về, xong rồi người mình đau cả người luôn. Bây giờ là mình đã bắt đầu cảm thấy đau bụng rồi đấy. 1. Ok, cái này là crunch with leg lift. Mình phải yên lặng thì mình mới ấn lưng xuống được, không thì cái lưng của mình nó sẽ Ok. Bài tiếp theo,
break out, tuck in để mình lùi xuống một tí. Sao chị không mỏi cổ à? Mình thực sự rất là mỏi cổ ấy. Mình xin lỗi mọi người, mình phải đỡ cái tay cái cổ của mình. Thôi, sự liêm sỉ của huấn luyện viên không cho phép bản thân mình làm như vậy. Hãy cố lên nào. Ok, tiếp theo. À, rowing. Không biết mọi người nhớ còn cái bài của Chloe Ting mà cái video reaction đầu tiên của mình không? Cái bài đấy chắc chắn là nhẹ hơn bài đấy rất là nhiều. Đấy, chị ý lên và chị giữ lại, xong hạ xuống này. Giữ này, hạ. Ok, quay trở về bicycle crunch. Đây là một trong những động tác mà tập rất là đau bụng luôn đấy. Tân 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 tân. Chả nghe nhạc gì cả, tại vì mình sợ mình mở nhạc to quá nó bị vắng ấy. 10 giây nữa. Mỗi động tác chỉ có khoảng 30 giây thôi. Nhưng mà tập đến bây giờ á là mình đã thấy đau rồi đấy. Được một nửa. Ok, nằm nghiêng. Nằm nghiêng. Nó không có nhịp nghỉ. Cái là nghiêng như nào này? À đây. Đấy, nghiêng như này. Đầu gối nó không nhất thiết phải vuông góc. Mình vẫn thích những cái bài chị có coaching. Không biết là này chị, mọi người có follow chị Para ở trên Instagram không? Nhưng mà mình có follow ấy. Đợt này là chị đĩa hay livestream những cái bài livestream giống mình với Na livestream ở trên Facebook với cả YouTube ấy. Thì chị live ở trên Instagram và chị có coaching. Thở hết. Thế rồi xoay lưng này không biết là đâu là bờ nữa. Bao giờ thì mới đến nơi. 2. Hết chưa? Rồi, ngồi dậy nào. Ở đây, mình thích bài này. I love it. Đây là một bài mà mình lúc mình đi dậy, mình rất hay dậy. Cái này gọi là sitting crunch. Mình hay gọi nó là áo im. Thở, duỗi. Đó. 7 giây nữa. 3, 2. Ok. À, đây. Hồi đi dậy mình cũng hay dậy cái bài này. Nhưng mà mình cảm giác là mình đang bị đau mông. Thế là mình ngồi đau mông quá. Mặc dù rất cố gắng nhưng mà đau mông quá. Ôi trời ơi, sao đau mông thế nhỉ? Mình bị tì cái mông. Mình bị tì cái mông xuống ấy. Ý là nó cũng có đau bụng. Nó sẽ đau phần cơ chéo bụng bên này này. Nhưng mà nó đau mông quá. Ôi trời ơi, cái mông của mình. Tại sao thế nhá? Hôm đấy nhá, mình livestream tập mông với mọi người. Mình đã cố gắng tập đúng kỹ thuật. Thế xong rồi mình đau mất. Từ hôm thứ tư, hôm nay đã thứ bảy rồi. Tại vì sau hôm đấy không nghỉ ấy. Trông chị ý tập rất nhẹ nhàng ấy. Trông mình có giống con kiểu con mực không? Sao lại giống con mực nhỉ? Ok. Thật sự là bài đấy thì mình hơi bị đau mông. Mình không biết. À, đây. Đây là bài rất là nặng. Mình phải vừa nhìn chị ý tập, mình phải vừa nhìn mình tập. Ôi, trông mình sẽ rất xấu. Đùa chứ. Mình quay video tập mình kiểu không bị sợ xấu ấy. Đó. À, biết bài này. Ôi dồi ôi. Khá là nặng đấy. Nếu mọi người để ý là cái lưng bài này cả mình và chị ý đều không thể nâng lên được. À nhầm, không thể ấn xuống được. Nhưng mà miễn sao là kho mọi người siết chặt là được. Ok. Quay trở về
Rick check in, cái cách setup bài ấy nó hơi lạ. Mình thấy nó có sự lặp lại nhưng mà nó lại không làm cho mình có cảm giác kiểu bị chán ấy. Nó không bị dễ đoán. Thở này. Đây là đầu tiên mình tập bài này luôn. Ok. Hỏi cái gì đấy? Mở ra. Xong rồi. À không, co chân. Mở ra. Xong rồi quặn lên. Mở. Quặn. Mở tay không nhỉ? À có. Khá đau bụng ấy mọi người ạ. Ok. Roll in. Mà chị tập trông nhẹ thế. Hóa chị ấy rất khỏe. Động tác này thì mọi người cảm giác như của mình quặn lại hỏi. Đó. Nhưng mà khi lên thì giữ lại. 9 giây nữa. Ok. Tiếp theo. Giữ. Hầu. Mười giây nữa. Xếp bài hầu lúc này chuẩn vãi. Kiểu nó hợp lý ấy. Nó đau bụng. Ok. Quanh. Xuống luôn. Xin lỗi, kêu mình ướt quá. December. Đẩy vai ra khỏi tai. Hoàn toàn không có coaching gì luôn. 5. Ok. Ơ, hết rồi. Đây là chúng mình sẽ cùng review nhá. Ôi. Sau đây là mình sau khi tập xong rồi mọi người. Cũng toát mồ hôi chứ đúng không? Đây này. Đó. Với cả mình cảm thấy hơi sai lầm khi mà mình lại uống whey. Tại vì nó hơi bị chứng bụng một tí. Đó, thì mình cũng đã tập xong bài 10 phút abs workout no equipment của chị Pamela Riff. Và đây sẽ là một số những cái cảm nhận của mình về bài tập này. Đó, cái thứ nhất, những cái kiểu bên ngoài kiểu là chị đẹp, rồi background đẹp, rồi nhạc hay. Thì hôm nay mình muốn nói sâu hơn một chút về cái kỹ thuật. Thì cái đầu tiên, cái lượng calo hôm nay mình đốt được cho 10 phút tập bụng active kilocalories là 23 và total là 34. Nhịp tim trung bình là 110. 34 calo cho 10 phút. Đó. Thì thực ra ấy, cái số lượng calo này nó khá là hợp lý đối với một bài tập core. Thì nếu như mọi người không biết, nếu như mình tập core hay là mình tập cái strength á, về cái cơ á, thì thực tế ra cái lượng calo mình đốt nó không nhiều đâu. Vậy nên là người ta mới hay nói là muốn giảm cân thì phải tập cardio đấy. Đó. Theo mình, đây là bài tập mà mọi người nên tập. Nên tập, highly recommend mọi người nên tập bụng. Mình thì mình không hay xem những cái bài tập 10 phút lắm. Tại vì đối với mình thì những bài 10 phút nó hơi nhẹ và nó chưa đủ. Tuy nhiên á, nếu như mọi người chỉ có thời gian kiểu 15 phút thôi, hoặc là mọi người muốn tập abs sau mỗi cái buổi tập cơ hay mỗi buổi tập cardio của mình á, thì một cái bài 10 phút như này nó rất là hợp lý. Rất là hợp lý luôn. Và đây là một cái trong một cái bài 10 phút abs workout mà mình cảm thấy đau bụng thật sự. Nghĩa là nó là quá đau thì nó cũng không phải là quá đau. Vì nếu như mọi người xem livestream của mình với cả Na ấy, thì có rất nhiều bài tập abs cùng với Na ấy mà mình đau hơn rất là nhiều. Nhưng mà với một bài 10 phút thì như này là đau hơn so với tất cả những bài 10 phút khác mà mình đã từng tập. Lý do bởi vì cái cách chị setup bài tập ấy, là chị không nghỉ. Nếu như mọi người để ý những cái bài tập mà 10 minutes abs workout thì thường người ta sẽ kiểu 30 giây xong nghỉ 10 giây hoặc là 45 giây xong rồi nghỉ đúng không? Nghĩa là có thời gian nghỉ mà khi mà cơ bụng á, mà mọi người không tập liên tục á, thì nó sẽ khá là nhẹ. Thì những cái bài nghỉ đấy nó sẽ phù hợp với những bạn nào là kiểu beginner. Còn đây là một bài mà mình nghĩ là cái cường độ đánh giá của nó ở từ mức beginner đến intermediate. Những bạn beginner nào mà kiểu thuộc được
các bài tập rồi. Nghĩa là mọi người không mất quá nhiều thời gian. Nếu như ban đầu mọi người chưa biết gì cả mà mọi người tập bài này thì nó sẽ hơi khó, tại vì là nó sẽ không có coaching. Và cái thời gian tập ấy nó chỉ có 30 giây thôi. Kiểu thời gian mọi người ngồi nhìn động tác xong rồi tưởng tượng động tác xong rồi tập theo đã hết 15 giây rồi. Thì đối với những bạn nào mà là beginner thì bài này sẽ hơi khó một chút. Nhưng nếu như mọi người đã tập luyện beginner khoảng 1 tháng rồi và chuẩn bị kiểu chuyển sang intermediate hoặc là 2-3 tháng gì đấy thì mọi người còn nên tập bài này. Đến mình tập mình còn thấy cảm thấy đau bụng. Tất nhiên là mình nghĩ nó chỉ là một cái cảm giác đau bụng ở ngay thời điểm này thôi, chứ nó cũng không phải là quá đau kiểu đến mức rất đau không chịu đựng được. Nhưng mà nói chung là nó có tác dụng. Đó. Cái tiếp theo nữa thì mình sẽ đi từng động tác một ha. Mọi người sẽ thấy là cái bài crunch thì cũng không có gì để nói rồi. Có cái bài C crunch á, thì đây là một trong những động tác mà mình thấy mọi người tập sai rất nhiều. Kể cả mình livestream ở trên YouTube hay là Facebook thì mọi người tập C crunch ấy, mọi người hay bị di chuyển cái đầu gối như này. Đây, đây đúng không? C crunch là mọi người sẽ cuộn tròn lại. Mọi người tưởng tượng nhá, tất cả những cái động tác crunch á, nó sẽ đều đi từ phần là bạn rút cái phần cơ bụng của mình lại. Nghĩa là bạn rút cái phần cơ bụng của mình lại thì bạn sẽ cuộn cả người và cuộn cả chân lên, chứ không phải là mình hất lên. Đây, nếu như mọi người gặp cái cổ nha thì nó sẽ bị đau cổ. Vậy đây là một cái bài C crunch á. Thì mọi người đầu tiên nhá, là mình sẽ cần cảm giác như là thân trên là mình đưa xương sườn về phía xương hông, rút lên. Còn thân dưới, bạn phải cố định được cái đầu gối này nó vuông góc. Đa phần mọi người xuống ấy, mình thấy mọi người hay C crunch này này, đúng không? Gặp cái gối như này này thì không phải như vậy nha. Mọi người cảm giác là cái mà mình đang muốn tập á, nó là cơ bụng. Vậy nên là khi xuống mọi người phải giữ làm sao cho cái phần đầu gối của mình nó vuông góc. Thì đây là động tác C crunch. Hai bài crunch và C crunch tập liền nhau cũng là cách mà mình hay set up bài tập ở trong những cái phiên bản Inspire của mình. Đấy là C crunch và crunch, nó sẽ đi cùng với nhau. Đó. Sau đấy thì chúng mình có bicycle crunch. Khá là hợp lý. Bicycle crunch thì nó sẽ vào cái phần cơ oblique và vào phần cơ rectus. Nên là tập ở set thứ 3 ấy, nó cũng dễ hiểu vì là nó sẽ làm cho cơ thể của mình kiểu giúp cái phần cơ rectus vào nhiều hơn nữa, làm cho mọi người bắt đầu cảm thấy đau bụng ở trong động tác này. Còn toric crunch thì cái này cũng hay. Nói chung là mình khá là thích cái cách set up bài tập của chị Ý, nó rất là logic. Thường nhá, cái tư duy khi mình set up bài tập là mình sẽ sắp những cái bài động tác nào mà nó dễ trước, sau đấy thì nó sẽ nâng cao hơn một chút, sau đấy thì nó sẽ ví dụ là phần rectus, cơ chéo bụng, cơ bụng ngang. Có nghĩa là mình sẽ set up làm sao thế nào trong một cái bài 10 phút đấy nó có tất cả các nhóm cơ, nhưng mà động tác kỹ thuật thì nó đi từ dễ cho đến khó. Và hai động tác mà kiểu gần xem nhau thì mình không để cùng nhau, kiểu vậy. Thì chị Ý đúng như những cái gì mà kiểu mình vừa nói luôn, chị set bài rất là hay. Crunch leg lift chỉ có như này, có một số những cái bài mà kiểu cái bài rowing ấy thì không nói làm gì rồi, nó gần giống như là cái bài reverse crunch là mọi người đẩy cái mông lên đúng không. Nhưng mà cái bài mà đây có những cái bài ví dụ như kiểu là jackknife hay là những cái bài mà cần đòi hỏi là mọi người phải tách cả hai chân và hai tay và nằm ngửa ra ấy, thì cái này có rất là nhiều bạn gặp phải tình trạng là cái lưng của mọi người nó bị tách ra khỏi mặt sàn đúng không, nghĩa là mình bị cong và võng lưng ấy. Thì nếu như mọi người để ý nhá, có một số đoạn thì chị Ý cũng bị cong lưng lên đấy. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ là mặc dù là chị Ý cong lưng lên nhưng mà cái phần cơ bụng của chị Ý vẫn đang gồng. Nghĩa là như này, nếu như là mọi người tập ấy mà mọi người cong lưng lên như này, đây mọi người ưỡn cái lưng lên như này đấy, thì nó sẽ làm cho cái phần thắt lưng của mình bị đau. Nhưng nếu như mọi người kiểu cố gắng xuống hết cỡ rồi đây mà lưng của mình nó vẫn không thể chạm được xuống sàn, nhưng mà cái bụng của mình thì nó đã cứng rồi ấy, thì mình nghĩ là nó không vấn đề gì cả. Sau cái phần chân đùi của mình, người mình nó nặng kinh khủng mọi người ạ, cho do hôm qua đi chạy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mọi người di chuyển trong động tác này thì đối với mình những cái động tác sau ấy, kiểu jackknife rồi rack out, tuck in á, thì là những cái bạn nào phải kiểu tập rất là tốt rồi thì mới tập hết được bài và phải cố gắng tập trung. Có rất là nhiều bạn kiểu vừa tập bụng vừa cầm điện thoại hay là xem tivi các thứ ấy, thì nói thật nếu như mọi người tập những cái bài tập này mà mình không tập trung á thì mình không cảm nhận được là cái cơ nào là cơ đang hoạt động và cách nào để vượt qua được cái bài tập này đâu. Khi tập thì mình phải thực sự tập trung. Nếu như mọi người để ý thì mình là một người tập luyện khá là tập trung ấy, mình rất là thích có bạn đi tập cùng. Nhưng mà kiểu khi mà mình tập thì lúc mà mình đang mệt ấy thì mình sẽ không nói chuyện được kiểu thế. Thì ví dụ như mọi tập bụng ấy là cái lúc mà kiểu mình cần phải dùng cái phần hơi thở hệ hô hấp của mình rất là nhiều, nên nếu như lúc ấy mà mình không tập trung để hít thở làm sao cho đúng cách ấy, thì sẽ rất khó để mà có thể tập bụng được đúng.
Rồi, những cái bài tiếp theo thì nó lặp lại tương tự thôi. Có hai cái bài cuối là phần hold và phần plank cũng rất là hợp lý ở trong video này luôn. Vì đây sẽ là một hai bài kiểu kết thúc sau một loạt những cái động tác mà mọi người tập cho phần rectus, transverse, oblique, cơ bụng dọc, cơ bụng ngang, phần cơ chéo bụng ấy. Sau đấy mọi người sẽ hover lại hoặc là mọi người sẽ plank lại, thì nó sẽ tập cho cái phần cơ lõi của mình, cái phần cơ trọng tâm của mình, bó chặt cái phần bụng đấy lại, khá là ổn. Chỉ có cái là nếu như là mình nhá, nếu như là mình được thay đổi trong cái video này thì mình sẽ tăng cái bài plank đấy. À nhưng mà chỉ có 10 phút thôi mà nhỉ. Ừ, chỉ có 10 phút thôi nên chắc là sẽ khá là khó để mà tăng lên. Nhưng mà nếu mà kiểu nó có thể dư ra một chút thì mình sẽ cho bài plank này lên khoảng 1-2 phút thì sẽ cực kỳ đau luôn. Đấy, đó là cái reaction của mình trong video lần này. Cái mình rút ra ở đây ấy chính là mình highly recommend mọi người tập video này. Mình sẽ có một vài những cái tiêu chí để kiểu chấm điểm cho những cái video. Tất nhiên là nó phải có tiêu chí rồi đúng không? Thì mình định lựa ra 5 tiêu chí để chấm điểm trong một cái video. Thực ra mình nói chấm ở đây không phải là kiểu bởi vì mình là ai cả, mà chỉ là kiểu để cho mọi người dễ hình dung ra cái mức độ thích của mình đối với mỗi cái video thôi. Thì cái đầu tiên đấy chính là kiểu chất lượng video, background, rồi người tập các thứ thì chắc chắn luôn 2 điểm không thể nào mà sai được. Cái tiếp theo nữa đấy chính là cái cách setup bài tập. Mình là một huấn luyện viên nên là khi mà mình xem một bài tập nào đấy thì mình rất là hay để ý đến cách setup bài tập, và đối với mình cái đấy là cái rất là quan trọng. Thì cái cách setup bài tập này mình cũng để ở đây là 2 điểm luôn. Cái tiếp theo đấy chính là nhạc. Nhạc thì nói thật với mọi người là nãy giờ mình không nghe được, tại vì là mình nhạc nó cứ bị bé, rồi mình thì mình cũng không biết là nhạc thì thực ra thì mình đoán không nhầm thì đây là những cái bài nhạc pop, thì có thể là có người thích có người không, tại vì là khi mà mình cho nhạc vào ấy thì mình định reaction những cái video kiểu dance hoặc là yoga các thứ nữa, nên là kiểu yếu tố nhạc cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Nhưng mà video này chắc là mình chỉ để 1 điểm nhạc thôi, tại vì mình cái sở thích của mình á là mình thích nghe những cái bài nhạc trap hoặc là kiểu nhạc hip hop hoặc là những cái bass mà nghe nó ngầu ngầu một tí đấy, thì cái vibe của mình thì mình thích những cái bài như vậy. Còn mình đoán là mọi người sẽ rất thích những cái bài như này. Còn nếu như mà kiểu tập dance thì mình sẽ thích nghe cái nhạc kiểu nó có thể là pop nhưng mà nó sẽ được remix lại. Đấy kiểu thế. Mình cũng không phải là người quá am hiểu về âm nhạc, nhưng mà mình biết là cái sở thích của mình muốn gì mà. Rồi, cường độ bài tập. Đó, đáng lẽ cường độ bài tập này phải để trước nhạc. Thì cái thứ ba đấy chính là cường độ bài tập. Cường độ bài tập này thì mình nghĩ là với một bài 10 phút như thế này là 1,5 điểm cho bài tập này. Tại sao không phải là 2? Tại vì là mình nghĩ rằng là nó có thể nặng hơn được nữa. Tại vì mình đã tập những cái bài 10 phút nó rất là nặng. Nó rất là nặng mọi người ạ. Nên nếu như bây giờ mình cho video này là 2 điểm thì đến những cái bài rất là nặng đấy thì mình hết điểm. Mình hết điểm. Cái thứ 5 đấy chính là về coaching và connection. Cái này thì kiểu mình cũng không biết là mình có nên cho vào không, nhưng mà kiểu có rất nhiều những cái video ở trên YouTube thì nó hoàn toàn chỉ có nhạc không thôi. Và kiểu người ta sẽ không dùng coaching hay là kiểu không có sự tương tác với cả những người tập, nhưng mà cái video ấy vẫn rất là hay, ví dụ như cái video này. Nhưng mà cái yếu tố coaching và connection ấy thì mình cũng nghĩ đấy là một cái yếu tố rất là quan trọng, và cá nhân mình rất là thích. Mình thích những cái video nào mà nó có cái sự tương tác và truyền động lực. Mặc dù là có những cái cách mà truyền động lực mà không cần phải nói gì cả cũng có thể truyền động lực được, nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn cho cái video này vào. Thì video này mình nghĩ là coaching và connection mình sẽ để là 1 điểm. Lý do vì sao lại là 1 điểm thì bởi vì không chị không cần phải coaching ấy, nhưng mà cái cách mà chị tập cũng như là body rồi nhìn cái thần thái ấy thì là cũng làm cho người ta có cái motivation để mình có thể tập. Vậy nên tổng điểm của video lần này sẽ là mấy điểm nhá? 2000 years later. Vậy nên tổng điểm của video lần này thì Sarah sẽ để ở đây nha. Đó, thì mình mong rằng là những cái tiêu chí chấm điểm như thế này sẽ làm cho mọi người cảm thấy thích thú hơn. Và mọi người đừng hiểu nhầm là mình kiểu muốn so sánh hay là kiểu muốn chấm điểm cho ai đấy, mà mình chỉ muốn là tạo một cái khung có những cái tiêu chí chung cho Sarah Reaction để mọi người dễ theo dõi hơn thôi. Và à đấy, có một cái nữa đấy chính là đa phần ấy mọi người đều rất là thích tập bụng đúng không? Nhưng mọi người cũng thấy đấy là
sau 10 phút tập bụng thì mình đốt được 34 calories, là 34 calories. Nên là tập bụng ấy, nó là một bài tập cho phần strength, nó là bài tập cho phần cơ. Vậy nên nếu như mọi người muốn bụng mình thật là nhỏ và giảm mỡ bụng ấy, thì theo mình không nên tập bụng nhiều đâu. Mọi người có thể tập khoảng một cái video 10 phút như này vào mỗi ngày, thế là đủ rồi. Chứ không nên tập 30 phút hay là 60 phút tập bụng liên tục mà ngày nào cũng tập. Có thể có những ngày mọi người có thể tập cardio và core trong cùng một ngày, thì 30 phút cardio, 30 phút core là rất là tốt. Nhưng mà một tuần thì chỉ nên 1-2 buổi thôi. Chứ nếu như ngày nào mọi người cũng tập 30 phút bụng ấy, thì thực tế ra mình cũng không có đốt được nhiều calories. Mà mọi người cũng biết là giảm mỡ hay không nó phụ thuộc vào calo in và calo out rất là nhiều, đúng không? Và Sarah rất là vui khi mà có mọi người đồng hành ở trên kênh YouTube của Sarah. Đợt này thì mình sẽ cố gắng để làm nhiều video hơn và chăm chỉ hơn trong việc quay và dựng video để đưa đến những cái content thú vị nhất để với mọi người. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. See you.